Đây trước mặt anh em là bảng kết thúc đường Duy Tân, giao nhau với đường Ngự Bình của thành phố Huế. Và mình sẽ đi qua bên phía tay trái để tiếp tục hành trình khám phá những khung cảnh đẹp ngay tại trung tâm thành phố Huế, cũng như những con đường quen thuộc của những ai đã từng bước chân vào thành phố Huế và biết được cảnh quan sông thành phố Huế. Đường Ngự Bình sẽ kết thúc với giao nhau với đường nào thì mình chưa biết, chúng ta cùng đi và khám phá anh em ạ. Lần sau mình sẽ đi qua bên phía tay phải vừa rồi anh em, ngã tư vừa rồi, còn bây giờ mình sẽ đi qua bên phía tay trái để xem bên phía nam sẽ kết thúc con đường Ngự Bình với con đường nào. Đây anh em, mình đang di chuyển trên con đường Ngự Bình anh em ạ. Mình đang đi bộ cũng khá là xa rồi anh em. Đó. Có vẻ là trên đường Ngự Bình thì khá là tấp nập. Nhìn nhà cửa cũng rất chi là khang trang. Quán cũng sát nhau luôn anh em ạ. Đây mình sẽ di chuyển tiếp tục hành trình để di chuyển trong buổi chiều hôm nay. Mình di chuyển đang khát nước, giờ chưa nhìn thấy quả dưa thèm quá anh em ạ. Nhưng mà không quên mang tiền đi rồi anh em. Thôi thì mình cố gắng vậy, tí nữa về nhà thì uống bù thôi. Đây anh em, sau lưng mình chỗ ách tắc giao thông vừa rồi đây nè, mình vừa phải đi qua gần 1 phút mới đi qua được. Còn bây giờ mình sẽ đi vào trung tâm thành phố Huế anh em. Mình đi qua trung tâm Ngự Bình với An Dương Vương, rồi đi qua Hùng Vương sẽ về trung tâm thành phố Huế. Đây giao nhau với đường Hùng Vương anh em ạ. Ngự Bình với đường Hùng Vương, còn phía bên kia là đường An Dương Vương. Rất nhiều quãng đường. Đây là chúng ta đang đi vào trung tâm thành phố Huế, rất chi là đông đúc anh em ạ. Rồi xin mời anh em theo dõi con đường Ngự Bình mà mình đang đi qua vừa rồi, chính là con đường mà chúng ta sẽ về huyện A Lưới, một huyện bên núi, đó chính là quê mình anh em. Còn phía bên tay trái màn hình các bạn sẽ đi qua thành phố Nha Trang. Còn phía bên tay phải chính là con đường Ngự Bình mà mình đang đi qua vừa rồi, sẽ về A Lưới, huyện A Lưới. Đó. Đây trước mặt anh em. Rồi còn bây giờ thì mình sẽ dẫn anh em về trung tâm thành phố Huế. Mình đi bộ cũng khá là xa nha. Đây chúng ta sẽ đi qua con đường Hùng Vương thành phố Huế. Các bạn đã đi qua con đường này chưa? Chắc rất nhiều bạn đã đi qua cung đường này rồi. Về đây thì rất ồn ào anh em, dòng xe đi qua để lại rất chi là nhiều luôn. Nên mình sẽ hạn chế nói anh em, vì mình còn nói thì anh em cũng không nghe được. Mình xin phép sẽ quay và không nói
quá là ồn ào, náo nhiệt anh em. Thế là mình sẽ chêm nhạc thật hay cho anh em được chiêm ngưỡng và lắng nghe. Đây thì rất nhiều đồ trang trí nhà cửa này. Khu vực này thì gạch men rồi sơn nhà cửa, nói chung là tất cả đồ gia dụng trang trí nhà cửa đều nằm ở trong đường Hùng Vương. Nếu các bạn có nhu cầu mua sắm hay là đang làm nhà cửa thì hãy đến con đường Hùng Vương, sẽ rất nhiều thứ để các bạn lựa chọn cho gia đình mình hay là ai đang làm nhà để trang trí. Rồi, trước mặt anh em mình đang tới chợ An Cựu, thành phố Huế rồi anh em. Và anh em có thấy là trước mặt anh em chính là chợ An Cựu của thành phố Huế. Sau mình sẽ review cho anh em con đường để đi qua chợ An Cựu với về trung tâm thành phố Huế. Còn bây giờ mình tại ngã tư đường đi qua chợ An Cựu, mình sẽ rẽ vào tay trái màn hình các bạn đây. Còn bên phía bên kia là tay phải màn hình các bạn. Còn đi thẳng chính là về trung tâm thành phố Huế. Bây giờ mình sẽ rẽ vào đường Phan Chu Trinh. Các bạn thấy không, bên phía tay trái là đường Phan Chu Trinh. Mình sẽ đi vào đường Phan Chu Trinh để về khu vực mà mình đang lưu trú trong thời gian gần đây. Xin mời anh nha. Đây mình đang đi qua chính là khu vực đường Phan Chu Trinh. Thế nên mình sẽ đi qua về khu nhà trọ mà mình đang lưu trú trong thời gian gần đây. Lần sau mình sẽ review chi tiết hơn cho các bạn được theo dõi. Rồi, đây là một nguồn dòng sông Hương anh em ạ. Về đây cũng khá là mát mẻ trong thời tiết thời gian gần đây. Đây có cá anh em ạ. Đó, con cá vừa chạy ra nè, ui nhiều quá. Đó, anh em có thấy không? Cá rô phi. Về đây có cá, nhiều cá anh em ạ. Họ nhìn từ đây một khu chợ An Cựu khá là đẹp này nha. Đó. Rồi chắc có lẽ mình xin kết thúc video tại đây. Sau một thời gian hành trình đi cũng khá là dài nha, mình về con đường Phan Chu Trinh và sẽ kết thúc tại đây, và sẽ có tập tiếp theo sẽ quay cho anh em những con đường và khu vực ngay tại trung tâm thành phố Huế. Rồi chắc có lẽ mình xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn. Bye bye, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.